cây lá khôi, cây này là chữa bệnh dạ dày và bệnh tá tràng. Đấy. Đó. Cây này đặc biệt ở vùng Thanh Hóa nghe nhiều lắm. Ừ. Đây, cây này biết có sâu ăn rồi. Em để mua sâu róm mới nó ăn hết cây đây. Đó. Lá khôi đấy. Đây khoa học chứng minh rồi. À, cây này chữa bệnh hiệu quả. Dạ dày tá tràng này. Có nhiều cách chữa lắm, nhưng mà có người chữa đơn giản nhất là lá tươi giả lấy nước lúc đau dây á, bụng đói uống vào khỏi, hoặc chữa tá tràng. Còn chữa bệnh kém ăn mất ngủ hoặc khó tiêu đồ thì bà nên kết hợp với cả một vị số vị thuốc khác nữa, sao thắc lên, sao hao hòa thổ lên. Đó. Lá khôi, cây lá khôi. Anh cây này. À, chờ tí. Đấy. Anh cây đấy. Lá. Trong bụi bơ bụi hơi nhiều, bụi bệnh đấy. Cây lá khôi. Lá khôi. Chữa da dày tá tràng. Đó thôi, hết rồi. Cây là một nhánh tín tiên đấy, bán là bán một nhánh một cây. Uh-huh.